是啊。不声音，不声音。哎呀，可以关。可以关呀。那说的。关的上哪来？猫店。八九百。关在哪？在郑州啊。郑州啊。Bằng cái này cho đồng giá đi hôm nay là lâu bằng đồng giá hay là quầy hàng đồng giá cái con quay đấy con đấy cũng thế xì gì xì kia đồng giá hết đồng giá em quay cửa hàng này đồng giá luôn cửa hàng đồng giá quay cửa hàng Lê Minh Tuấn nhưng cái này chắc thấp hơn mỗi cái đấy còn muốn đắt hơn nhưng mà đồng giá đi à đồng giá bởi nó già sắp chết rồi già sắp chết rồi đề đấy em ạ đề đề để chú lên nhanh rồi anh phát cho nhìn như là quả lòng xe điếu nhỉ. Ừ. Chặt. Con si kia anh thanh giấy rất là người rồi. Hả? Con si trước là anh bán rất là người. Ừ. Tốt, tốt quá. Nào. Để chè mà đúng là nó trang trí nội thất. Cái này là nó in ở ăn trộm máu ở trong cung cung Càn Long này. À ấm à? Càn Thành đấy. Cái này thích để trồng cây. Có chè không? Có chè? Có chè không? Không có chè. Không có chè. Hộp chè. Ui, pha ấm này tốn chè lắm vậy. Cung Càn Thành. Có mẫu đấy, cung Càn Thành. Người nhìn hai cái pha. Cái xưa em đi vào đấy Càn Long có đúng cái đâu. Hàng này đẹp quá tuyền ạ. Ừ, quý phi đấy, đi lên. Đây, dành dành. Dành dành à. Đấy, con này được. Lê Minh Tuấn đợt này bán cây hay. Cái này bán cây được. Đồng dạng, ai lấy cả vào đấy. Ai lấy cây nào đấy. 3 triệu quả. Mua cả mớ được. Chia lỗ cho số điện thoại. Vâng. 450 được. Đọc mà. Đi. Đấy, bán chậu sướng hơn bán cây. Bán cây nhiều lúc khó lắm. Tùy mỗi người thôi, người thích thì thấy nó hợp lý thì lấy thôi, cây cối là vậy, phôi thì mấy em mới là láo nháo loạn, khi cây mà hoàn thiện sạch sẽ rồi thì giá cả thì hợp ai thì người lấy thôi. Tía tía. Này vặt ra à, đang có hoa đây. Đang hoa đấy. Đang hoa đây. Hoa xong quả như chụp nho luôn đấy. Đấy. Ừ, phải thả này mới có hoa được. Xem nào. Có chân cẩn không? Hơi khó. Chỉ có một cái tán buông thôi. Nhưng mà cái khai thác khó lắm. Làm cái này cũng lâu rồi. Đây có hoa này. Đồng giá hết. Đây vào đi. Lấy số chưa? Đọc số luôn. Ở Lê Minh Tuấn nha. 0919 833 608. 0919 833 608. Đúng chưa? Đúng chưa? Rồi rồi. Khuyến khích lấy tất. Số nữa nha. À số nữa kìa. 0377774547. À, rồi. 17 quá. Không biết số kia đọc chuẩn hay nhỉ? Rồi, đọc lại 3-4 lần rồi. 0919 833
đây là Linh Tuấn đến từ Vĩnh Phúc đi phải. Đó, lòng xe điếu xem quả ấm này nha, ta nó mở ra chắc thế nhỉ, chắc lắm mở quả ấm. Nhưng mà cầm kiểu gì bây giờ, quay nó đây à, cầm hai ngón tay bên này nhiều chậu. Đấy, rồi, cái cành trâu này đang có hoa. Cành trâu đang hoa đẹp lắm. Hôm nay là đói tung ra một đội hình cực mạnh đấy. Hình ấy. Đội hình cuối cùng ấy. Đội hình cực mạnh luôn. Mỗi tuổi này thì mất bao nhiêu tiêu nhiều quá. Nhưng mỗi tuổi này nay chợ cây nhiều hơn người. Đấy. Không có gọi này mà không được là la hỏng hả? Là bốc họ đấy. La hỏng bốc họ đấy. Có chỗ bốc chưa? Ôi nhiều, xung quanh nhà ba chỗ bốc. Chứ có đây lại cho dưới chọn luôn đây. Có người đến vớt ngay. Xi bằng tiền. Rồi, em biết cả rồi. Đổ thiếu à? Hả? Đổ à? Anh em vừa đổ nước nhà anh đổ nước sạch hàng ra. Cái đấy là đúng ngoài khoảng đó. Hàng ra thu kém là cái này không. Đây, sang bên này tí, không biết cây của ông nào về đây đây. Ô đơn. Quảng bá sản phẩm này. Và mình đến từ đâu rồi? Em đến từ Hải Dương. Chắc lần đầu đến lên đây nhỉ? Mình đọc số đi cho anh em biết giao lưu. Em 0987637586. Rồi, 09 gì nhỉ? 87 637 586. Cái này bao tiền? Cái này em bán 4,5 triệu. Cái kia? Cái gì đấy 1,5 triệu. À, cái con đâu? Với cái hồng hồng mai này, hồng hồng mai đi vớt vớt chậu rồi nhỉ, chắc đi chở lên kia xanh à, xanh cũng của mình đấy, con đấy bao nhiêu tiền? Cái đấy 5,5 triệu. Thế còn mẫu đơn này? Mẫu đơn là 2,5 triệu. 2,5 triệu. Đây từ mình từ đâu lở lại đây? Em từ đít rồi này. À tôi này bao cái mai chiếu thủy không ạ? Đấy 3,5 triệu. Đây còn con này. Con này thì bao nhiêu? Con đấy 2 triệu. Quyền ạ. Đơn đỏ. Dành dành này thì bao nhiêu? Dành dành thì 2 triệu. 2 triệu. Mới ra hoa nó phải già đi. Có rồi. Mua đơn à? Mua đơn này cứ để ra hoa thôi. Ra hoa thôi, nhưng mỗi nào cũng đẹp. Con này thôi này đẹp. Anh kia tất cả các tay đây, còn này không có bóng còn rất nhiều. Nhưng mà quan trọng là những người mà có mắt kẻ thật. Chính nuôi được những con này sao lên thì khá. Nhưng mà vấn đề là ai nuôi bây giờ? Ai sẽ là người nuôi bây giờ? Hàng nhỏ nữa, từ đây anh nhớ anh lấy vào mấy cái nhỏ không đơn hàng nhiều không thành cả, mỗi người này không nhỏ lắm. Bản thân lá nó to. Cái này chở kiểu gì mà đi vỡ mất thế này? Hôm nay em đi xe nó đen đủi, xô xe. Thế đó, mở hàng được cái nào chưa đây? Thế mở hàng thế rực rỡ quá, ở đây đông cây ít người, đông cây ít người. À, chợ Hải Phòng không ở đây, đang tùy tiên tùy nó đông lắm, đi hội đông cây. Em nay là đầu tiên, nay nửa tuần
làm chuyên của cuối tuần. Nó là một cái nền văn hóa thì không bao giờ người ta hay gọi là không phải cuối tuần, không phải phiên chợ thì người ta đi. Bây giờ đi làm cũng có thể chết được không được. Không, có những cái phiên nó đông lắm. Phiên nó rơi vào cuối tuần đây thì là nó đông. Có rồi. Phiên đông lắm. Nhưng nhiều người người ta cũng trốn làm được. Cũng đơn. Đây cũng đơn đỏ đây. Phòng Ngọc Mai này tiếc quá, nó có mỗi đoạn thân thoát thân thoát thân nó kém. Và có cái đoạn để lại cái thân kia khó làm quá. Rồi ok, bỏ qua. Đây à? À nhìn, nhìn xa từ dưới. Nhìn xa không? Ừ. À, nhìn xa. Cái này là 3 tiền này. Cái này 9 triệu rưỡi. Tròn to như dưới xương rồng, cả xương rồng ổi nhất cần thăng rất nhiều lắm. Cần thăng tiếc loanh quanh vài triệu một cây ấy. Đại đỏ, đại đỏ, đại đỏ đấy, đại đỏ lên vài. Lên vàng còn tốt. Rồi, ok.